Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Đây là clip mình làm để giới thiệu sản phẩm côn nhị khúc lóc gậy cao cấp. Trên tay mình đây là hai cái côn lóc gậy cao cấp. Đã được lắp lại thành gậy và có phần xích phía trong. Nó kêu khi chúng ta đánh. Đối với cái côn này thì các bạn có thể luyện tập vừa côn vừa gậy. Đây là côn 2 trong 1. Mình sẽ cho các bạn xem trước về phần côn. Khi lắp lại thì các bạn có thể thấy là nó thẳng tắp luôn, vì được thiết kế cực kỳ là tuyệt vời. Đấy. Phía đằng này là được tiện vân chống trơn hai đầu. Khi đánh côn cũng như là khi đánh gậy thì cái phần tiện vân này cực kỳ là quan trọng, giúp cho chúng ta bám dính không tốn tay. Côn này được bịt phần đuôi côn chứ không phải là côn đặt nhé các bạn nhé. Đấy, khớp nối đây, nếu như không để ý thì chẳng ai nhìn thấy có khớp nối cả. Người ta sẽ nghĩ đây là một cây gậy mà thôi. Đó, một cái côn cực kỳ chắc chắn và inox cực kỳ dày. Đó. Khi các bạn cầm ra phía côn như này, các bạn có thể tập đánh gậy như sau này. Khoảng 600g. Giờ mình sẽ tháo côn ra cho các bạn xem nhé. Đây các bạn có thể, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo cái côn nhị khúc lóc gậy như sau này. Các bạn lắc qua lắc lại này, các bạn có thể nghe thấy là phía dây xích đang chạy về phía bên này. Khi chúng ta nghe thấy phía dây xích chạy về phía bên này, chúng ta chốt xuống và chúng ta tiến hành vặn. Khi đó chúng ta có thể kéo dây xích lên. Các bạn có thể thấy đây là phần khớp xoay ở bên này, khuyên xoay linh hoạt trong này. Đây, bên này là khớp xoay. Và dây xích cực kỳ là to và chắc chắn. Xích dày 4mm. Loại dây xích mà to nhất dành cho côn nhị khúc ở thời điểm hiện tại. Đấy. Với trọng lượng này thì khá là nặng, bởi vì nó mang cái tính thực chiến cao, chứ ít khi ai lấy về để lo biểu diễn hay lắm. Cũng có, nhưng mà để biểu diễn thì đã có những cái loại biểu diễn khác, chỉ là cô này cũng biểu diễn được, có điều là nó không chuyên về biểu diễn thôi. Đây mình sẽ đọc cho các bạn cái thông số chi tiết của nó. Các bạn chỉ cần truy cập cái website cnk.vn hoặc là nunchaku.pro như thế này. Đấy, hai website mình sẽ đưa về làm một mà. Vì thế nên là các bạn vào website đó, cnk.vn, 3 chữ cái thôi, và chúng ta xem cái thông tin sản phẩm côn nhị khúc lóc gậy cao cấp hoàn toàn bằng inox. Đây là côn bằng inox nhé các bạn nhé, không bao giờ rỉ sét. Nó khác với cái loại côn lóc gậy bằng sắt xi rẻ tiền mà các bạn có thể mua ở các cái shop thể thao đại trà. Đó, côn này là côn cao cấp. Chất liệu thì được làm 100% từ inox này, không gì này, luôn sáng bóng theo thời gian, hình dạng tiết diện tròn. Đấy, cuối hai thân côn có tiện vân chống trơn. Đấy, tạo sự chắc chắn. Độ dài thân côn là 28 cm. Đó, khi lắp lại thành gậy sẽ được một đoạn côn dài 56 cm. Ok, độ dài dây côn thì dài 19 cm, được làm từ dây xích dày dặn chắc chắn, có đường kính dây xích là 4mm. Đó, đường kính thân côn là 2,5cm, đầy đặn, chắc tay. Và độ dày thân côn là 1,5mm, cái độ dày thành inox cực kỳ dày. Đấy. Và trọng lượng của nó là rơi vào 500-550g. Đấy. Và một lưu ý rất là hay thế này, khi mua sản phẩm côn lóc gậy inox cao cấp, quý khách sẽ được tặng một bộ đĩa DVD giáo trình dạy đánh gỗ gậy Anit đấy của Philippines. Đấy, nên các bạn khi mua côn,
Khi đã mua côn thành công, thanh toán hàng thành công, các bạn liên hệ lại với mình để mình xác nhận. Sau đó các bạn cho mình email, mình sẽ gửi cho bạn link tải DVD đó về. DVD đó về để các bạn luyện tập cái võ nghệ tại nhà rất là hay. Đấy. Với cái côn này thì trọng lượng rơi vào khoảng 500 đến 600 gram như vậy thì nó thiên về chiến đấu nhiều hơn là biểu diễn. Và các bạn luyện tập chủ yếu về chiến đấu mà các bạn cần đôi côn 2 trong 1 ấy, thì các bạn hãy liên hệ với mình để sở hữu cái côn lóc gậy chắc chắn này. Đấy. Về cái đi đánh võ gậy thì nó kỳ hay, nó có đánh đơn gậy và đánh song gậy, hai gậy hoặc một gậy. Đấy thì nếu mà đánh hai gậy mà đánh liên tiếp thì sẽ như sau. Thủ đây như thế này. Đây. Cầm khi đánh võ gậy bao giờ cũng cầm thừa một đoạn ở dưới này để chúng ta còn khóa tay của đối phương hoặc tức gậy của đối phương. Đấy. Cầm để một đoạn ra nhé. Và khi đánh này. Đó. Đây là đánh liên tiếp. Đánh liên tiếp hai gậy. Xong. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là cái kỹ thuật mà người ta hay gọi là kỹ thuật 3 điểm chạm đấy. Đây, 1 này, 2 này, 3 này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, đánh nhá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đấy, nếu như các bạn mua côn lóc gậy này thì các bạn sẽ được tặng cái DVD hướng dẫn luyện tập cái đánh võ gậy này cực kỳ hay. Chưa kể là các bạn được miễn phí tặng miễn phí những cái video hướng dẫn luyện tập côn, có nghĩa là khi mua côn này các bạn vừa là mua được cái côn 2 trong 1, vừa là có hai cái tài liệu về hướng dẫn luyện tập côn đi khúc và hướng dẫn đánh võ gậy Philippines. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi những video của mình xuất bản để hướng dẫn luyện tập côn nhị khúc cho các bạn. Và các bạn mua hàng vui lòng truy cập website cnk.vn để có thể đặt hàng, hoặc cần tư vấn gì thêm các bạn cứ gọi vào số tổng đài 1900 0114 để được tư vấn miễn phí. Xin chào các bạn.